Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết về Minh Trị Thiên Hoàng và công cuộc thúc đẩy Tây Du canh tân đất nước Nhật do Facebooker Việt Nguyễn Châu chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 9 tháng 8. Tương ứng Facebook Nguyễn Thị Bích Hậu, mời quý vị cùng theo dõi. Minh Trị Thiên Hoàng và công cuộc thúc đẩy Tây Du canh tân đất nước Nhật. Trong nhiều lần qua lại nước Nhật, mình đều thấy bất ngờ về những thành tựu mà người Nhật làm được và cũng dễ dàng nhận thấy sự tôn kính mà bè bạn của mình ở Nhật dành cho Minh Trị Thiên Hoàng. Việc Minh Quân xây nền móng canh tân Nhật Bản để họ cạnh tranh ngang ngửa với phương Tây. Minh Trị sinh năm 1852, là một vị vua xuất thân từ con trai thứ. Mà không phải là con trai thứ bình thường, ông là con trai thứ Thiên Hoàng Hiếu Minh với bà Nakayama Yoshiko, một phi tần vốn là con gái lãnh chúa. Ông sinh ra sau vua Tự Đức của Việt Nam 5 năm và cai trị cùng thời với vua Tự Đức. Ông là con trai duy nhất sống sót trong số 6 người con của cha ông. 5 anh em còn lại là đều chết trẻ. Gia đình hoàng gia ủy thác việc nuôi ông cho gia đình Narakama ở Kyoto và sau đó anh Chiếu Hoàng Thái Hậu nuôi ông. Hồi nhỏ, ông là người nhút nhát, sợ sệt và yếu đuối, nhưng tới 15 tuổi, năm 1867, một biến cố lớn tới với ông khi Thiên Hoàng Hiếu Minh băng hà rất sớm, lúc 35 tuổi, thế là Minh Trị lên ngôi. Vào thời điểm ông lên ngôi, Nhật Bản căn bản là một nước nông nghiệp lạc hậu, hàng trăm năm qua đã bế quan tỏa cảng. Ngoài nước thì Nhật bị Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, Nga buộc phải ký một loại hiệp ước bất bình đẳng. Trong nước thì do Mạc Phủ, Tokugawa quản trị, vua chỉ là bù nhìn. Việc Minh Trị lên ngôi là cơ hội khiến cho các Daimyo và đồng minh dẫn môi 1.000 Samurai về Tokyo ủng hộ ông và lật đổ chế độ Mạc Phủ Tokugawa. Tháng 1 năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị chính thức lấy lại quyền điều hành đất nước từ tay Mạc Phủ, chính thức chấm dứt 265 năm Mạc Phủ. Có lẽ do dòng máu cao quý và những biến cố rất lớn của đời người đã khiến cho chú bé nhút nhát như ông hoàn toàn thay đổi. Khi lên ngôi cùng năm 1868, Minh Trị đã đưa ra 5 lời tuyên thệ trọng đại trước toàn dân. Thứ nhất là mở ra hội nghị rộng rãi, trăm công ngàn việc đều lấy theo công luận mà quyết định. Thứ hai, trên dưới một lòng ra sức sửa sang việc nước. Thứ ba là văn võ một đường, từ công khanh đến thứ dân đều được toại chí, khiến cho lòng người hâm hở sốt sắng. Thứ tư là thảy bỏ hết những thói hư mối tệ chất chứa lâu đời, từ đây gắn gỗ duy tân tự cường, hiệp theo công đạo của trời đất. Thứ năm, cầu trí thức ở thế giới làm cho nước nhà trở lên mạnh lớn vẻ vang. Một vị vua 16 tuổi đầu dám tuyên thệ như vậy có khi chỉ là một tiếng nói miệng cho vui hay là bị giật dây. Nhưng Minh Trị nói là làm. Việc đầu tiên là ông thiên đô từ Kyoto về Tokyo để thuận lợi cho phát triển đất nước. Cho dù vẫn là một vị quân phiệt song ngoài các chính sách truyền thống, ông bắt đầu áp dụng các canh tân từ những kiến thức về phương Tây mà ông học hỏi được. Năm 1871, Minh Trị đã có một quyết định chấn động, đó là cử một phái đoàn lớn đi vòng quanh thế giới trong 22 tháng. Họ qua các nước phương Tây, mong đàm phán xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng cũ và xem có học hỏi được gì không. Trong 22 tháng công du, sứ bộ Nhật đã dành 10 tháng ở Mỹ, còn lại tới các nước Tây Âu như Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý. Từ đó họ rút ra kết luận rằng phương Tây nhất định không nhận bộ Nhật để đàm phán lại. Con đường duy nhất mà Nhật Bản phải đi là vươn lên, tự lực, tự cường, ngang bằng với các nước phương Tây, đến lúc đó mới có thể xóa bỏ các hiệp ước đó và nên cải cách toàn diện từ chính trị, thể chế, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Từ đó dẫn tới hàng loạt các cải cách quan trọng của Minh Trị Nhật Hoàng nhằm canh tân nước Nhật và họ quyết tâm làm nhanh làm mạnh là vì khi đó Nhật chỉ thua phương Tây cỡ 50 năm. Nếu làm nhanh còn kịp đuổi theo, chứ nếu làm thua ở khoảng cách vài trăm năm thì đuổi theo vô cùng khó khăn. Kết quả họ đã làm như sau. Năm 1885, Thiên Hoàng bãi bỏ chế độ Thái Chính quan cũ, xây dựng chế độ nội các theo các hình mẫu phương Tây. Đứng đầu là nội các Tổng Lý Đại Thần trực thuộc Thiên Hoàng, nay gọi là Thủ tướng Nhật. Năm 1889 cho ra đời Đại Nhật Bản Đế Quốc Hiến Pháp vốn dựa trên Hiến Pháp của Đức làm khuôn mẫu. Năm 1872 cho thi hành chế độ giáo dục cưỡng bức với việc tạo ra nhiều hội truyền bá kiến thức học thuật, dịch thuật, văn hóa, khoa học, mở màn, báo chí, thư viện công cho quốc dân. Triều đình cho du sinh Tây Du để học hỏi về hệ thống chính trị, quân sự và kinh tế. Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều bắt buộc phải học tập và được triều đình chi trả 100% các khoản phí giáo dục với các môn học được áp dụng theo hình mẫu phương Tây. Bãi bỏ hệ thống lãnh địa của các địa chủ, tướng lãnh mà lập thành các huyện để quản lý trên toàn quốc. Ban bố quyền tự do buôn bán và đi lại, thiết lập chế độ tiền tệ thống nhất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển chủ nghĩa tư bản tới tận cùng các vùng nông thôn. Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
Quân đội Nhật Bản áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự, tăng cường mua và sản xuất vũ khí đạn dược, mời giảng viên Âu Mỹ về giảng dạy và đưa một số sinh viên quân sự đi học tập tại phương Tây. Thiên Hoàng Minh Trị được coi là đấng minh quân Nhật Bản. Minh Trị Duy Tân là cuộc cải cách thành công, đưa nước Nhật thoát khỏi chế độ phong kiến và sự lệ thuộc vào các nước phương Tây, tiến lên chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. Nhật trở thành đại đế quốc duy nhất tại Á Châu, đủ sức cạnh tranh với Nga, Hoa Kỳ, Anh, Đức. Họ đã thắng Trung Cộng trong cuộc chiến năm 1894, thắng Nga trong cuộc chiến năm 1904 và tất cả các hiệp ước bất bình đẳng trước đây với các nước phương Tây đã bị xóa bỏ. Thiên Hoàng Minh Trị xứng đáng là một vị quân vương mà nhiều quốc gia mơ ước.